Ok, hello, mình xin chào tất cả anh em nhé. Chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình. Thì clip ngày hôm nay thì mình sẽ làm về cái cây khẩu P90 nha nè. Cái khẩu này thì được một cái là nó sẽ bấm được ra 2 cây nha nè. Nói chung là mỗi tay cầm một em anh em ạ. Khá là ngon nha. Khẩu này thì nó vip hơi khẩu quá bình thường anh em ạ. Nói chung thì với một cái lớp sân vàng nha. Rồi, con này nó đứng làm gì đây? Cái đam thì nó chỉ có tầm 6 máy thôi, nhưng mà trúng đào thì khá là chát đấy, tới 300 máy anh em ạ. Nói chung thì đi cái khẩu này thì cũng khá là ok. Đấy, anh em thấy hai khẩu không? Khá là đẹp nha. Mỗi tay cầm một khẩu anh em ạ. Đấy, mỗi lần mà thay đạn là hai cây súng này nó sẽ chập lại thành một nha, xong rồi mới thay đạn anh em ạ. Cũng khá là nhanh á, nó trưởng ghê ra. Đấy, nói chung là thì về một khảo thì cầm nó chắc hơn nha. Hai khảo thì cầm nó hơi nó hơi giật hơn thì phải anh em ạ. Úi trời, nó chuyển ghê thật. Cương thi lên á. Rồi hủy diệt cái qua đà anh em ạ, chạy thôi. Hero luôn rồi này. Thôi hero luôn cho nó lành anh em ạ. Cái con kia nó nhảy ở bên kia. Nay mình bấm hero chứ bấm trẻ tí nữa là coi như là đi rồi. Liệm cơ hồn tiếp tế bên này nha nè. Đấy, không có con nào dí mình rồi. Rồi lê luôn lên trên này, chui vô cái hầm ở trong này nha nè. Trú rồi đó ạ. Con nào mà nó vào là coi như là chém nó luôn rồi đó ạ. Nó cúi vào, nó chui qua này nè. Khá là lao á. Đấy, cái con cờ lửa này vào rồi nè. Nó không dám vào đâu, một mình nó mà. Một nhát nè. Một nhát là có dám vào không? Để mình canh canh nha nè. Lắp cái mạc đó rồi mình đi ra mình chém nó nè mà. Đây rồi. Đặc biệt luôn nè. Úi trời ơi, yếu mà ra gió. Đây, còn con nào vào không? Chỉ đứng người ngoài nó chửi nó. Ủa, cái con y tá này lơ lì nè. Rồi, hết thời gian luôn rồi nè mà. Bấm cái chiêu đặc biệt nhưng mà không có kịp. Cái đó mà kịp là coi như là nó đi với mình rồi. Hai con luôn rồi nè mà. Lì. Vua lì đòn anh em ạ. Nói chung thì một lát nữa đây rồi mình sẽ chui nha nè. Cứ từ từ chui vào anh em ạ. Chui vào sớm là dễ chết lắm. Hồn tiếp tế nó chưa có xuất hiện luôn. Rồi rớt xuống này rồi. Này sơ sải một tí là nó rớt liền anh em ạ. Năm con vô mà. Năm con kia nó chạy đảo hết trơn rồi anh em ạ, không thấy luôn. Rồi nè. Làm zombie trưởng ha. Từ hàng phết anh em ạ. Từ hàng phết giờ nó trưởng cũng ghê lắm anh em ạ. Không có đùa đâu. Úi trời ơi, trưởng vừa kinh thế nè thôi. Vừa mới bắn con kia quay ra lia ra cái là thấy bả liền à. Đây nè, con này lúc nãy trưởng anh em ạ. Ui trời, lại nữa nè. Nói hai anh em, con không để ý là coi như là dính ngay. Là một quả gọi là hai người đi đứt anh em ạ. Đang căng ngày 12-11. Nó lại trưởng nha. Trên này mà không để ý là ăn ngay anh em ạ. Ui trời, xong luôn cái chỗ này rồi. Cái con cương thi nó nhảy lên lúc nào nó cào hai thanh niên đó anh em ạ. Mình cũng biết nó lên lúc nào luôn ấy. Em có tụi nó không lên đai rồi anh em ạ. Chui vào trong hết rồi. Chui vào hang hết rồi. Rồi, ăn của bom nè. Bom này nó yếu quá, không chết được con nào hết trơn anh em ạ. Rồi, hero luôn rồi nè. Rồi, thành hero luôn cho nó lành anh em ạ.
Rồi ra luôn chiến cho nó máu nha nè. Gì mà nó chui ra nè. Chứ trời chưa gì mà còn có một mình nữa nè bác. Rồi vừa mấy cái multi kill ở đâu á, chưa kịp gì tụi nó chém mình chết tươi luôn rồi. Tiếp tục quá. Úi trời, cái gì mà ghê vậy, lỡ tay rồi đâu á. Đứng nghe FK một tí 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 cầm vào cái là thấy nó xâm chùm lại mình rồi. Hay chạy kịp cái đâu á, hãy chui vào trong này ta, chui vào thủ trong này nha nè. Úi trời, anh em thủ đông thế. Trong này thì anh em cẩn thận nha, nó mấy cái quả cào nó trưởng ra ghê lắm anh em ạ. Nói chung thì anh em nên đứng ở sau này, nói chung thì thủ ở trong này thì nó đông anh em á, nên là thành ra là nó vướng không có đi được, dễ chết lắm. Nói chung anh em vừa bắn vừa thủ nha, thấy quả cào rồi, chạy liền anh em ạ. Đừng có hôm kêu từ từ là thành hero thôi, hôm kêu là không có thành hero được đâu. Chưa vào rồi này, gọi thành hero rồi chạy thôi. Trời chết tiêu rồi, chứ không biết tế thằng nào nó đi trước nó liền mất tiêu rồi đó mà. Không, tôi băng bên kia kìa, mới thấy trên bản đồ ở trên này rồi, cái thằng kia nó liền rồi đó mà, chạy không kịp rồi. Mới thấy cái hồn tiếp tế ở trên bản đồ là nó nằm ở đó, mà thằng kia nó lên nó liền mất tiêu rồi, liền không kịp là coi như là xong á. Nói chung thì này thì anh em biến thành hero thì liền mà hồn băng sớm nha, một khi mà zombie mà nó dí là coi như là anh em chạy không kịp đâu. Lại tiếp tục lên trên này nha. Khẩu P90 này khá đẹp luôn anh em ạ. Bắn hỗ trợ bạn kia mà không được anh em ạ. Hơi giật đấy, hai khảo hơi giật cho nó. Bán này bán cuối luôn rồi. Thằng này không có thanh niên nào lên đây bắn cùng mình đâu mà. Chạy ra chơi là chắc chui hầm hết rồi. Trời, thành niên đứng yên bắn phê thật ra đâu ạ. Cái đam nó lây mà đúng phê luôn ấy. Lên sao được mà lên, rớt hết rồi đâu ạ. Đạn cái khảo này cũng khá là nhiều nha. Ăn cái bồn này. Bom này khá yếu rồi nè ạ. Đấy, mặc dù nổ chính xác đó mà, nhưng mà không được bao nhiêu giọt nữa. Hết đạn rồi. Rồi thành hero luôn nha. Sắp hết đạn rồi anh em ạ. Rồi cái hồn băng thằng kia nó liền mất tiêu rồi. Đây rồi. Thanh niên rồi. Ý trời, gọi cái kia nó đãi lại nó mà đang ghê. Ý trời, nhanh thế. Thôi, clip của mình tới đây dừng luôn nha nè. Chào tạm biệt tất cả anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở clip tiếp theo nha nè. Bye bye tất cả anh em nhé.